chiếc xe với form dáng đẹp quá đi mất. Có khác gì là một chiếc xe đời mới đời cao bây giờ đâu, đúng không ạ? Mà trang bị thì vô cùng là hiện đại các bác nhá. Cái quan trọng ở đây, chiếc xe này nó ở cái mức để cho mình vào việc thì lại quá thấp các bác nhá. Đấy, thấp hơn con Morning rất nhiều các bác nhá. Thấp hơn Morning rất là nhiều. Và cuối video thì các bác mình sẽ biết. Dạ vâng, và đây là nội thất bên trong của nó. Các bác nhìn này. Đấy, táp lô táp ni của xe, thiết kế nhìn đẹp chưa? Nhìn như con xe đời cao luôn, đúng không ạ? Mà nhiều con đời cao chứ chắc đã đẹp bằng. Mà loại này thì bên em bán rất là nhiều trong gian vừa qua rồi, đúng không ạ? Đây nha các bác. Với thiết kế cần số tự động này, zích zắc luôn nhá. Điều hòa auto luôn nhá. Đề khóa thông minh, start tốt được làm bằng vị trí này này. Có màn hình giải trí Android có lớn lại to đùng đây này, con này. Đấy. Rồi đây nhá, các bác nhìn xem là có cam hành trình và hai cửa sổ trời luôn nhá, đây này. Hai cửa sổ trời luôn. Đấy, bộ ghế da, các bác nhìn xem màu da bò nhìn rất là sang, đúng không ạ? Rất sang. Đoạn này lúc mới của nó là tiền tỷ các bác nhá. Bây giờ thì giá chỉ còn là tiền trăm. Chỉ còn tiền trăm thôi. Đấy, táp đồ nó đây. Ok chưa? Các bác thấy chiếc xe này thế nào? Đấy. Quá là bắt mắt luôn đúng không ạ? Không những bắt mắt về vấn đề hình thức mà về vấn đề chất lượng, về vấn đề zin các bác nhá. Con xe này của em, độ zin của nó còn rất là cao các bác nhá. Rất là zin luôn, như là keo chỉ máy số của xe là vẫn còn zin các bác nhá. Đấy là một điều rất tuyệt vời ở trên một con xe cũ đúng không ạ? Vâng, 5 chỗ gầm cao Hyundai Tucson các bác nhá. Hyundai Tucson. Đấy, 5 chỗ gầm cao, số tự động máy 2.0, nhập khẩu nguyên con từ Hàn Quốc. Và con này của em nó là bản đủ, nó có hai cầu các bác nhá. Còn đây là phần phía sau, coi nhìn xem này. Con xe rất đáng mua bởi vì là nó dáng của nó quá đẹp, trang bị hiện đại. Một loại xe này thì nó rất là lành bền, siêu lành bền và nó tiết kiệm đúng không ạ? Tiết kiệm rất nhiều những chi phí mà sau này các bác mình dùng luôn đấy ạ. Từ về nhiên liệu cho tới về những vấn đề phụ tùng hay là gì đấy đúng không ạ? Đấy nhá. À, những cái dòng xe Tucson thì những phần đắp lên cái cửa thường nó hay bị sứt rách, nó hay bị xước. Nhưng con này của em này, các bác nhìn xem này. Đấy, vẫn còn đẹp như này luôn. Rồi táp đô thiết kế, rồi táp ly thiết kế kiểu cách rất đẹp đúng không ạ? Rất hay, nhìn rất hay, rất đẹp, rất hay luôn đúng không ạ? Lòng vách cửa của xe còn đẹp nhá. Đấy, gioăng cửa ok đây các bác nhìn này. Đấy, nội thất rộng rãi. Và các bác có thể nhìn thấy là cái phần khoảng cách giữa những hàng ghế với nhau nó rất là rộng luôn đúng không ạ? Rất là rộng, rất là thoải mái. Bộ ghế da của xe còn như mới đúng không ạ? Như mới luôn này. Đấy, rồi da thì được bọc ở trên và có lót thảm trải sàn ở trên nữa rồi các bác nhá. Đấy, chân đế, chân đế. Và ở bên ngoài thì có thể có nan lốp, có bánh đĩa, có bánh ABS. Lốp lắp của xe này vẫn còn dày. Thân vỏ của xe là không lỗi lầm gì các bác nhá. Không lỗi lầm và không mục mọt các bác nhá. Không lỗi lầm và không mục mọt gì đâu. Đấy, keo chỉ đây các bác nhìn xem. Đấy, tất cả ống nhái ở vị trí cánh cửa vẫn còn sáng đẹp đây này. Được chưa? Đấy, táp ly táp lô xe đẹp đều như nhau. Đấy, sáng đẹp đều như nhau nhá các bác nhá. Thân vỏ dòng này thì rất là dày rồi, rất cứng luôn. Và lớp sơn của xe thì nó rất là mượt, rất là bóng. Có một vết xước và sơn của xe nó quá đẹp luôn. Coi nhìn xem. Bên ngoài đây có nút bấm từ một chặng là cái nắp cửa. Sinh nhan báo sẽ gương đăng kiểm tháng 2 năm 25 nhá. 25 chứ không phải là 24 đâu nha các bác. Lốp lắp dày thoải mái cho mình chạy. Đấy, rồi đèn đó của xe thì còn rất là mới. Đây. Ba đèn của xe còn rất là mới luôn này. Sơn xi của xe rất là sáng bóng này. Rất sáng bóng này, rất là đẹp luôn này, đúng không ạ? Đấy. Cặp đèn pha của xe rất là đẹp rồi. Mặt nạ ga lăng của xe các bác nhìn xem này. Rất là hầm hố đúng không ạ? Con này mang cái biển Hà Nội tên tư nhân nha các bác. Để nó một xe thì quá đẹp rồi đúng không ạ? Nếu mà mình đang quan tâm đến mẫu xe này thì các bác mình cứ inbox cho bên em nhá. Để bên em chốt, bên em sẽ tính cho mình ở mức ok nhất thì dễ vào việc nhất các bác nhá. Ở bên đây thì các bác thấy này, có sinh nhan báo rẽ gương, có nút bấm từ một chặng nằm cái năm cửa đây này. Đấy, kính của xe vẫn được kính nhìn đời. Con này của em đời 2011 nha các bác. 2011. Vâng. 21. Đấy, chủ xe đi rất là giữ gìn cẩn thận. Các bác nhìn xem, tuy rằng là đời không cao, bây giờ sử dụng cũng hơn chục năm rồi nhưng mà chiếc xe này vẫn còn quá mới. Và về hình thức, về vấn đề chất lượng của xe vẫn còn rất là đảm bảo các bác nhá. Đấy, form dáng của loại này, xe Tucson này thiết kế thì không chê vào đâu được rồi đúng không ạ? Đây nhá, một trong những vị trí nữa mà em sẽ quay cho mình là phần lòng vách cánh cửa này. Ốc nhái đẹp chưa? Đấy. Nội thất của xe thì chủ yếu là tông màu đen và ghế da là màu kem, cam các bác nhá. Đấy, chỗ này có gương kính điều chỉnh điện, có cục gương tự động nằm ở vị trí này nha các bác. Đấy, chốt cửa đây, loa đây. Đấy, chỗ này đựng đồ, đựng nước này và da đây này các bác này. Da xe thì rất là đẹp luôn đây này. Đấy, da đây nhá. Da zin nhá, da xịn nhá các bác. Lòng vách cái cửa xe là không hề mục mọt gì nhá. Sáng đẹp luôn như này. Đấy, và đây các bác thấy là có nút gài cầu. Đấy, và chỗ này các bác thấy là có ghế điện đúng không ạ? Đấy, trang bị là có ghế điện nhá. Đấy, rồi chỗ này các bác nhìn thấy là chỗ này này. Đấy. Hai cái tem này vẫn còn nguyên. Đấy, và đây khóa cửa xe vẫn còn sáng đẹp như thế này. Cột kèo xe tất nhiên là vẫn còn zin cho nhá. Cột kèo vẫn còn zin, được chưa? Vẫn còn zin nhá. Bộ ghế da của xe còn rất là mới đây. Chỗ này có một cái cốp đồ rất to cho mình đựng đồ luôn. Đấy, chỗ này nó có cổng nghe nhạc, cổng định giang 12V các bác nhá. Đấy, chìa khóa thì nó là khóa thông minh, bấm khiển từ xa các bác nhá. Và đây là có nút
bấm điều khiển hệ thống âm thanh. Đấy, tôi kiện toàn vô lăng 4 chấu. Ra vô lăng của xe vẫn còn đẹp, các bác thấy rồi đúng không ạ? Tôn vỏ gỗ kêu con cả nhá. Chỗ này ốp nốc, kính bọc dán rồi, đồ nhựa bên ngoài là không bị ố, không bị kiểu nó bị bạc theo thời gian đúng không ạ? Đấy. Tất nhiên là hơi một chút thôi các bác nhá. Và gioăng cửa xe là không hề bị rách. Để em đang quay rất là kỹ và đầy đủ chi tiết cho mình xem về một chiếc xe như vậy các bác nhá. Các bác mình nếu mà cứ xem hết video là mình sẽ ưng xe thôi các bác nhá. Bởi vì nó đẹp mà, nó chất mà. Đấy, nó như này cơ mà. Và hiện tại bên em là đang có là còn con màu lâu nữa các bác nhá. Còn màu lâu nữa cho mình. Dạ vâng. Ok chưa? Thì các bác cứ xem đi, được con nào thì qua em để cho nhá. Con nào đều cũng là ok và hợp lý cho mình luôn. Đây lòng mách đây. Đấy, quay kỹ, quay đầy đủ, quay chi tiết, quay cận cảnh từng vị trí, từng ngóc ngách một cho mình thấy thì mình biết luôn. Đấy, có thấy chưa? Có thấy thế nào? Ok chưa? Đẹp chưa? Các bác mình rảnh mình nhấn cho em xin phát like, phát thích, phát chia sẻ nha các bác nhá. Đó đây, đèn đóm rất mới đây. Các bác mình ở trên Facebook thì mình nhấn theo dõi, nhấn thích nha các bác ơi. Đấy, chia sẻ cho em lên các trang của nhóm nữa. Các bác mình trên YouTube thì mình nhấn đăng ký và mình nhấn like nhá các bác. Nhấn like. Dạ vâng. Bác nào đã quan tâm mình thích những chiếc xe rồi thì vui lòng gọi điện cho bên em theo những số điện thoại hotline bên em đang cung cấp cho cuộc thoại các bác. Đấy là số 0938586307 và 0389000555 và 0335838389 nhá. Địa chỉ bên em 90.2 Trường Chinh, thành phố Hải Dương các bác nhá. Bên em còn nhiều xe, hiện tại đang có tầm khoảng quanh 100 con xe các loại cho mình tham khảo luôn. Hãy đăng ký, nhấn theo dõi, nhấn follow để cùng xem thêm và đồng hành em. Và bên em có hỗ trợ làm xăng tên đổi biển, có hỗ trợ ship xe và có hỗ trợ là có đổi xe nhá. Có đổi xe và đang cần thu mua lại một số lượng xe lớn. Đấy, giá cả tốt nhất cho toàn thể các bác mình luôn các bác nhá. Rồi video này em quay xong, xin cảm ơn, xin tạm biệt các bác.